Xin chào các bạn nhé. Ngày hôm qua thì mình có ra video hướng dẫn các bạn cách sử dụng thuốc phá thai rồi. Thì mình xin nhắc lại là uống một viên duy nhất sau khi siêu âm thai đã vào tử cung và thai chưa quá 7 tuần nhé. Thai đã vào tử cung và thai chưa quá 7 tuần, các bạn dùng thuốc uống một viên duy nhất ngày trước, sau 48 giờ sau uống hai viên này và sau 2 tiếng uống tiếp hai viên này. Có thể rằng là có những nơi bác sĩ hướng dẫn các bạn ngậm nhé, viên này ngậm vẫn được, mình nói luôn để cho các bạn phải hỏi. Tại nhiều bạn cứ gọi điện cho mình, anh ơi anh nói trên video là anh bảo uống hai viên, bác sĩ chỉ định cho là ngậm hai viên đấy, cứ ngậm hai viên thôi, cách một lúc phải ngậm thì đấy, ngậm hay uống đều được nhé. Thuốc này tác dụng ngậm hay uống thì đều được nhé, nên các bạn không cần hỏi lại. Và cái lưu ý tiếp theo là khi các bạn dùng viên này này thì có những trường hợp tác dụng phụ nó các bạn không hợp ấy, thì nó sẽ gây nôn mửa nhé, nó sẽ gây nôn ói. Nếu các bạn mà nôn trong vòng khoảng 45 phút sau khi bạn uống thuốc này này thì các bạn nên uống lại một viên khác, bởi vì 45 phút thuốc mà nó chưa tác dụng. Nếu các bạn nôn nhiều còn kiểu quẹo quẹo mà chỉ ra ít nước thì không ảnh hưởng gì nhé, thì là vẫn cứ kệ thôi. Còn nếu như nôn nhiều 45 phút mà các bạn nôn ở màu màu hết cả cơm cháo với mọi cái ra sạch sẽ ruột thì bạn phải uống lại một viên này nhé. Còn cái thuốc này này, lưu ý nhất cái thuốc này, sau khi các bạn uống viên này 48 giờ sau các bạn uống hai viên này và 2 tiếng sau uống hai viên này thì khoảng 4 đến 8 tiếng là nó sẽ bắt đầu nó ra, nó đẩy ra. Nhưng mà trong thời gian các bạn uống viên này này, uống viên này xong là chỉ một lúc sau là nhiều bạn sẽ bị tiêu chảy nhé. Thì đối với cái tiêu chảy đấy thì nó là bình thường nhé. Cái này tác dụng của nó là nó thúc ép, nó tăng co bóp, thúc ép cái phần bụng dưới này của mình à, nó đẩy ra. Vậy nên là nó cũng dẫn đến việc là đẩy cả phân của huyết ra, kiểu như là nó co bóp cả đại tràng ấy, nó đẩy luôn cả phân ra. Thế nên nhiều các bạn uống viên này có khi tiêu chảy mình không cần nữa. Nhưng mà các bạn không cần đến thuốc tiêu chảy nữa nhé. Cái này khi mà hết tác dụng thuốc ấy, tự động nó hết luôn tiêu chảy nhé. Bởi vì tiêu chảy thì là do cái thuốc này nó đẩy, nó giúp nó đẩy nhanh nha, nó giúp nó đẩy ở trong tử cung, đẩy sạch huyết sạch nhau nhé, thì cũng đồng nghĩa việc nó giúp cả co bóp tại nhà, cũng đẩy luôn cả phân ra nữa. Vậy nên là nhiều trường hợp uống thuốc này nó sẽ hiện tượng tiêu chảy, thì các bạn lưu ý là không làm sao nhé. Các bạn có thắc mắc gì thì cứ hỏi trực tiếp với mình cũng được, không nhất thiết là cứ phải mua thuốc bên mình mới hỏi mình đâu, các bạn cứ hỏi cho mình thì mình sẽ trả lời đầy đủ. Thì đấy, thuốc thì cơ bản thuốc nó là như này, thường mình bán thì mình sẽ cho các bạn thêm một vỉ bổ máu, một vỉ kháng sinh và một vỉ chống viêm nhiễm đó, để cho các bạn sau khi mà phá xong rồi hết thì các bạn uống cho nó nhanh lại và nó không viêm nhiễm gì. Một lần phá các bạn nó ra nó chỉ tương đương hơn một lần các bạn đến tháng, chứ nó cũng thật ra nó không nhiều. Nhưng mà lưu ý nhất là các bạn phải siêu âm thai vào tử cung rồi nhé. Nếu thai chưa vào tử cung mà các bạn nhiều uống ấy, thì có nguy cơ ảnh hưởng tính mạng các bạn, nếu như mà đấy là thai trở ngoài nhé. Còn nếu mà thai chưa vào tử cung mà không phải là trở ngoài thì nó cũng chẳng có tác dụng gì, các bạn uống thì phí thuốc không? Đấy, nên các bạn hết sức lưu ý nhé. Thì còn cái vấn đề là thuốc, các bạn hỏi có những các đây có những bạn hỏi mình là anh ơi, dùng thuốc phá này có ảnh hưởng gì không? Mình nói luôn là chắc chắn có ảnh hưởng. Nói chung là các bạn mà phải dùng đến thuốc ấy, điều trị bệnh hay là một cái gì thì chắc chắn nó đều là ảnh hưởng nhá. Kể cả nói thẳng là các bạn ăn bữa cơm hàng ngày là nó cũng có ảnh hưởng. Nhưng mà cái tốt của các bạn ăn bữa cơm hàng ngày là gì? Nó đem chất dinh dưỡng đầy đủ năng lượng cho bạn. Nhưng mà cái không tốt của nó thì có thể là nó, những người béo thừa cân béo phì và những người mà ăn thức ăn mà cái thực phẩm không đảm bảo thì gây ảnh hưởng sức khỏe. Thì cái thuốc này nó cũng tương tự như thế, khi mà các bạn bắt buộc phải dùng đến nó thì cái tác dụng chính nó là giải quyết được cái vấn đề bệnh ốm đau bệnh tật của các bạn chẳng hạn thế. Còn nếu như mà các bạn bảo là nhìn vào cái mặt không tốt ấy, thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng của mặt không tốt. Chứ còn một cái thuốc thì không thể là nói, mình nói luôn này, thuốc chỉ sử dụng khi thật sự cần thiết, các bạn nhớ nhé, thuốc chỉ sử dụng khi thật sự cần thiết. Còn con đường mà bổ sung chất dinh dưỡng tốt nhất cho cơ thể con người chính là con đường ăn uống nhá. Nhớ đấy, thì ai tư vấn thuốc bổ thì phải nhớ điều đấy. Thuốc chỉ sử dụng khi thật sự cần thiết, còn con đường mà bổ sung chất dinh dưỡng tốt nhất ý, chính là con đường ăn uống. Còn nói là so khi mà mình hỏi mình uống thuốc phá thai này nó có ảnh hưởng gì hay không thì mình sẽ nói luôn là nó có ảnh hưởng. Nhưng mà so giữa ảnh hưởng của việc phá thai bằng thuốc và ảnh hưởng giữa việc là phá thai bằng nạo hút nhé, so sánh nhất thì cái này nó sẽ ít ảnh hưởng hơn, nó sẽ không có tác động thủ thuật của y khoa vào trong cái vùng của các bạn hiểu ý không? Nhưng mà cái đổi lại cái này nó lại có một cái không tốt, đấy là có nghĩa là nó không được
ưu điểm nó có một cái nhược điểm đấy là nó lại chỉ dành cho thai dưới 7 tuần và lại đã vào tử cung rồi. Đấy, vậy nên là cái quần thủ thuật mà nạo hút cho kiểu thai các bạn trên 12 tuần họ vẫn khá được, vẫn làm được. Nhưng mà mình khuyên thật là thai dưới 12 tuần là lúc này nó chỉ là một giọt máu thôi, nó chưa hình thành đầy đủ các bộ phận cơ thể con người, thì các bạn phá bỏ thì coi như đấy thì một cái tế bào, nó tế bào có sự sống chứ nó chưa hình thành một con người. Ok, còn khi mà thai đã qua 12 tuần rồi thì mình dành cho các bạn lời khuyên thật lòng, nó qua 12 tuần nó đã hình thành đầy đủ chân tay mặt mũi đầu óc rồi, mặc dù còn rất bé nhưng mà nó đã là một cơ thể con người sống rồi. Vậy nên là đến thời điểm mà thai qua 12 tuần thì các bạn không nên phá nữa. Đấy là khuyên, lời khuyên thật lòng. Còn tất nhiên là nếu như các bạn là người trong cuộc thì mỗi bạn sẽ có một cái lý do khác nhau, có thể cho con các bạn quá đông hoặc là các bạn đẻ sát quá dày quá, đứa trước mới được 3 tháng và đã bầu hơn 1 tháng, hoặc là vì lý do gì gì đấy, hoàn cảnh gia đình hay là yêu đương nhỡ ràng thì mình không nói chuyện. Nhưng mà mình khuyên thật là thai mà các bạn đã để quá 12 tuần thì nên để lại đứa bé, vì lúc đấy nó đã hình thành đầy đủ chân tay, đầu óc, mặt mũi con người rồi, chúng ta không nên phá nữa. Lúc đấy chúng ta phá thì coi như là giết chết đi một đứa bé đấy. Đấy, còn đấy, so sánh nữa, cái này uống thuốc, phá thai bằng thuốc và phá thai bằng nạo hút thì phá thai bằng thuốc vẫn được ưu tiên hơn, vì nó dùng được cho từ 4 đến 7 tuần và vào thai đã vào tử cung rồi. Còn nếu mà quá 7 tuần thì vẫn là các bạn nên đi nạo hút thì là nó đảm bảo và sạch sẽ hơn nhé. Còn các bạn nào có thắc mắc hoặc có lăn tăn gì thì cứ gọi điện cho mình nhé. Vậy cho mình hướng dẫn, không nhất thiết phải mua thuốc của mình đâu nhé. Mình cũng không thật ra là thuốc này bán hỗ trợ các bạn đâu, chứ còn nói thẳng là cũng không thiết tha bán những dòng thuốc như này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video tiếp theo.